Đoạn video được một nông dân ở Paraguay ghi lại cho thấy bò mẹ nổi cơn thịnh nộ sau khi phát hiện bê con bị con trăn khổng lồ dài 5 mét giết chết. Bò mẹ quấn quýt liếm xác con mình như muốn buồn khóc, rồi bỗng tức giận lao tới tấn công con trăn khổng lồ đang bị các nông dân buộc dây thòng lòng và kéo khỏi hiện trường. Ngay lập tức, con vật bò sát tấn công đáp trả, thậm chí còn cố gắng tiến đến há miệng rộng để nuốt xác bê con. Bò mẹ dùng chân dẫm đạp lên con trăn khổng lồ để ngăn chặn nó tiến gần tới xác bê con. Cuộc chiến của hai con vật diễn ra ác liệt sau đó. Những người nông dân trong đoạn video đã bị cư dân mạng chỉ trích vì họ làm sự việc thêm trầm trọng thêm. Một số người cho rằng ba người đàn ông đã xúi bẩy cuộc chiến giữa hai con vật và cáo buộc họ nhẫn tâm và vô cảm. Tuy nhiên, một trong ba người nông dân cho biết anh ta cười vì ngạc nhiên với phản ứng tức giận của bò mẹ. Người này cũng giải thích họ đang cố gắng kéo con trăn ra xa bê con và xuống hồ nước gần đó để nó bơi đi. Nhưng con trăn rất khỏe và cố gắng tiến gần tới sát bê con. Cuñado que la va a caer aquí con este.